tối 2 tháng 8 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng, thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là bệnh nhân số 429. Bệnh nhân tử vong vì suy tim trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19. Cụ thể, bệnh nhân 429, bệnh nhân nữ 53 tuổi. Tiền sử suy tim, suy thận mạn 5 năm rưỡi, đái tháo đường type 2. Từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, bệnh nhân điều trị tại khoa nội thận Bệnh viện Đà Nẵng. Chạy thận 1 tuần 3 lần, ngày 27 tháng 7, bệnh nhân xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên được chuyển sang khoa y học nhiệt đới của Bệnh viện Đà Nẵng vào lúc 23h30 cùng ngày. Ngày 31 tháng 7, bệnh nhân tỉnh thở oxy qua kính. Ngày 1 tháng 8, lúc 1 giờ, bệnh nhân tỉnh, khó thở, lúc 12h30, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản cấp cứu. Ngày 2 tháng 8, lúc 9 giờ, bệnh nhân lọc máu liên tục, thở máy, lúc 16 giờ, bệnh nhân mạch chậm đe dọa ngưng tim. Lúc 16 giờ 30 phút, hồi sức thất bại, bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán tử vong, suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, suy thận mạn, đái tháo đường type 2 và COVID-19. Như vậy, tính đến thời điểm này, có 6 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta tử vong là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận, ung thư máu giai đoạn cuối, không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa cấp, tăng huyết áp. Kết thúc bản tin này, chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau.